quay một đoạn chia sẻ với anh em cộng đồng. Không biết anh em như nào chứ mình thì qua cũng có nói qua nói lại với nhà mạng, nhưng mà hiện tại là rất là ok. Phim 4K của Netflix đang chạy 4K. Đây một gói mình chạy cả trên máy tính, cả trên TV cũng như điện thoại. Netflix test test về thì có thể tốc độ nó không chính xác, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chạy rất là ok. Hiện tại bây giờ chạy rất là ok. Đó, mình chia sẻ đến cho cộng đồng các bạn xem thử cái mạng hiện tại của anh chị các bạn chạy như thế nào. Đó, đang chạy hai gói truyền hình, hai kênh truyền hình Netflix ở trên TV và trên máy tính, nhưng mà vẫn đo thì tốc độ ổn định, đo bằng phát chứ không có đo bằng speed test, đo bằng phát. Gói của mình gói maximum là 250 m, cam kết mà đo bằng cái phát thì nó chính xác hơn, còn đo bằng cái speed test thì nó không có chính xác lắm anh em, cái phát nó chính xác hơn. Bây giờ do là mình đang chạy hai cái màn hình 4K rồi, trên TV một bộ phim đang coi phim 4K và trên đây cũng 4K này, đang chạy 4K này, nên thành là nó hạn chế, nó giảm bớt cái dung lượng mà cái kilobyte kilobit megabit chứ megabit cell mà mình tải xuống nó 220. Quất lại bằng speed test nè, Đà Nẵng, lấy mẫu từ Đà Nẵng đó, speed test nó chính nó khác hơn liền, không nó cũng vẫn dành nó chạy được với video nhưng mà nó không có chính xác. Đây là tốc độ của speed test đo qua wifi á, dùng wifi chứ không có dùng dây cáp LAN nha các bạn. Wifi này, wifi này là wifi bên tầng họ trộn chung giữa 2.4 và 5 g, chung giữa 2.4 và 5 g đó. Tốc độ đo của speed test là bao nhiêu đây, nhưng mà tốc độ đo của fast thì nó hơi khác xíu, đo lại nè, fast nó hơi khác speed test xíu. Vẫn đang chạy hai cái màn hình của Netflix 4K, cái kia TV 4K, cái đây màn hình của máy tính cũng 4K. Đó. Vẫn chạy tầm đó, con phát cái trang phát này nó đo chuẩn hơn. Thì chia sẻ anh em bảo là coi giờ cao điểm thế này thế kia, mình không biết sao nhưng mà mình thấy chạy cũng ok. Đó. 8K hay là 4K gì đây cũng được, trên máy tính đây thì mình test mình thấy nó chạy ok. Này mà tắt hai cái này đi, tắt video này, nói chung để chia sẻ tham khảo cho anh em thôi chứ không có cái video cũng có cái gì, chia sẻ cho anh em thôi. Đó, 4K nè, 8K nè, đó, đang chạy được 8K luôn, 8K thì không biết là các anh chị các bạn xài như thế nào. À, thì mạng yếu thì mình khiếu nại, cách khiếu nại thì mỗi người mỗi khác. Nhà mình thì cũng 250.000 tháng thôi, gọi internet riêng, còn truyền hình là riêng, truyền hình 4K đó, 4K đang xem đó. Còn bên này là YouTube đang chạy 8K, đang lấy mẫu 8K đây đó, thông tin là 7680 nhân 4320 24 fps. Mã 01 rồi, AV01 luôn, 8K. Và Netflix đây, Netflix đã Netflix là chạy 4K. Chia sẻ anh em trong mùa đứt cáp nha, không biết anh em xài nhà mạng nào. Mình đang xài bên Viettel gói mét 2 250k một tháng, hai con mét mình bỏ kìa, mét nhưng mà mình bỏ kìa, một con kia một con nằm kia, chỉ có một con bên nhà hàng xóm xài thôi, hàng xóm nó cắt tường mình bắt một con thôi, còn con mình bỏ đây không cắm điện, con bỏ kia phải cắm điện luôn, chạy con chủ thôi, có đi xa ở đâu hay là có chia qua nhà khác thì vậy mình cắm thôi, chứ còn đó 4K đó.
anh em có than phiền gì không comment cho vui nha.